Bình, và ngay mấy chúng ta lại quay trở lại với Vlog Mango. Ngày hôm nay mình đang có mặt ở trong mini game khá là mới đối với mình các bạn ơi. Mini game này có tên đó là Trainer Arena đấy, đại khái như là giải đấu của các siêu thú các bạn đấy. Vào đây là mình huấn luyện quá trời là siêu thú luôn. Rồi ơi, chắc là bắt đầu luôn nhỉ. Huấn luyện siêu thú thì xem là có gì không. Ui, vừa vào nó bảo mình đi đâu này. À, chọn siêu thú à. Ui, xem nào, sói cỏ nhỏ. Mình thì từ bé lớn mình chỉ nghe chó cỏ thôi các bạn, chưa nghe thấy sói cỏ bao giờ. Ở bên này thì có dê lửa. Ui, thỏ à. Ui, nhìn đáng yêu ấy nhở. Nhưng mà thôi, mình thích hệ lửa bạn. Rồi, chọn dê lửa đây. Dê lửa này sẽ nâng cấp được lại. Ui, nhìn cơ bắp nhỉ. Ui, body 6 múi như mình luôn các bạn. Như hôm nay tôi cảm thấy mình quá là đẹp trai đi. Ui, 3 sao luôn. Rồi, ok các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta cứ đi từ từ đã các bạn. Còn mình còn mới còn 692 g Kubi đó bạn. Nghèo lắm rồi các bạn. À, không thể ngờ được ngày hôm nay mình lại nghèo như vậy các bạn. Rồi, ok. Rồi, thị trưởng bắt đầu giao nhiệm vụ cho mình đi làm cái gì đây. Solo với một con hươu các bạn. Ui rồi, con hươu này gì đây. Này, ném môn ra này. Ui, siêu thú của mình là con dê các bạn. Dê đánh nhau với hươu. Ui rồi, con hươu này hệ là thì đây, hươu này hệ hình như là hệ cây các bạn. Ui giời, thế mình hệ lửa. Đây, lửa đốt cây luôn bạn. Mình chỉ sợ hệ nước thôi. Ném cầu này. Nhởn với tôi à. Ui, 64 đam các bạn. Chưa chết được. Rồi, ok, con này đánh mình 33 đam. Rồi, không sao bạn. Nói chung là cái này nó giống như kiểu là những cái con siêu thú mình sẽ đi huấn luyện và đánh nhau vậy các bạn. Đơn giản vậy thôi bạn. Ui giời, quá đẹp trai. Rồi, ui. Rồi mình đã gọi là lên cấp con siêu thú mình. Rồi chúng ta vào đây này, chọn đây này để nâng cấp các bạn ạ. Rồi nâng cấp để tăng. Úi giời, tăng một cấp luôn. Trời ơi. Rồi. Rồi chúng ta sẽ dắt nó đi theo các bạn. Đấy, mang thú cưng đi theo luôn. Ui cái này chơi vui vậy. Rồi ok, chúng ta bắt đầu đi làm nhiệm vụ tiếp theo thôi. Quá, cái gì đây? Dắt mày bụi cỏ, dắt mày cái gì sao ấy thấy. Ui, gặp cái gì đây? Một chàng trai đấm bốc à. Ui giời ơi, xin lỗi chứ. Này, đấm bốc với ai chứ đấm bốc với mình tử nha thế nào. À, mình sẽ bắt nó các bạn chứ mình không có đánh nhau với nó à. Ok các bạn. Ui giời, tưởng đánh nhau các bạn. Mình chỉ máu chiến thôi các bạn, bắt nó về làm gì. Rồi ok, mình đã bắt được rồi. Đâu. Ui, nhìn mình đẹp thế nhở. Ui giời ơi, đeo kính đồng tiền đã thấy. Rồi ok, cho ra nhập đội đây. Đấy, đơn giản các bạn. À, cái này nó đang hướng dẫn mình tân thủ thôi. Mình pro rồi, đáng nhẽ phải có cái skip đi thì hay biết mấy các bạn. Rồi, không sao bạn ơi. Rồi ok, mình pro rồi mà. À đây ôi, cái phần mình chờ nãy giờ bạn. Đây, có một cái phần đó là rút. Ui dồi ôi, mở trứng. Bây giờ mới đến hướng dẫn cái phần này. Rồi, chúng ta sẽ được rút 10 lần free à. Xem nào, rút luôn các bạn. Tầm này nó không rút ra đời không để. Cái gì đây, siêu thú gì đây? Sao chưa ra? Ui, ok à. Sao vẫn là nó? Ui dồi ôi, chàng trai đấm bốc. Ui, sói nhỏ. Ui ôi, cá mập à. Ui ôi à, con này là con cá mập à. Nghe nó hơi sai sai các bạn. Ui con ếch. Ếch ngáo. Ếch ngáo thật sự các bạn. Nhìn lại là con này ạ. À. Ui ôi con mèo tí mà. Ui mèo bánh kẹo. Chúc mừng Nook Team các mình nhận được mèo bánh kẹo kìa. Oh my god. Ui dồi đẹp trai thế nhờ. Được lên TV. À đấy, nói chung là nó cứ hiện cái dòng này mình hay có khái niệm là lên tivi bạn. Mèo bánh kẹo 4 sao luôn. Ui chị thế đâu xem nào, mèo kẹo đâu rồi. Mèo. Ui xem nào, ui thức tỉnh liền các bạn. À cái này để nâng cấp à. Ui thức tỉnh à, cái này chắc là tiến hóa đấy. Nó lên ui đâu xem nào. Ui giời ơi quá đẹp trai. Ui ok bạn đây. Xem nào vừa lấy mình được con mèo. Ui củ vàng luôn. Ui ôi 298 sinh lực mới level 1 nha. Ui dồi ôi, từ nhà mình sẽ bỏ này đi. Chàng trai đấm bốc với đấm béo cái gì. Trời ơi, không có đấm bốc với đấm béo gì nha. Trời ơi, đây. Rồi, mang hai con thôi, mang một con cá này. Con cá mới cả một con sói thôi. Mang con ếch nó ngáo ngờ. Trời ơi, không, nhưng mà tính ra con sói mạnh. Nhưng mà thôi cãi đây. Đó xem nào. Ui, con mèo này chưa gì đã lược chiến hơn hẳn so với cả con đấy rồi bạn. Ui dồi, con mèo này 1.800 các bạn. Ui, đấy các bạn thấy không, con dê này mới 1.500 mà level 7. Ui giời, mèo. Ok nha. Mình sẽ cho này làm chủ lực. Đấy, thay thế liền các bạn. Đấy, bỏ cái này có kéo lại. Đó, ok bạn. Cho này ra, cho này lên trên đầu luôn bạn. Đấy, trời ơi. Chủ lực mà. Rồi ok, bây giờ chúng ta cho nó ăn được không ta? Nâng cấp được không ta? Đây có đồ ăn luôn bạn. Tăng
tăng cấp liền mạng lên bao nhiêu đây? Ui, lên 4, 5, 6, 7, 8, 9, ui, lên cấp 10 luôn. Oh my god, thảo chưa dùng, chưa có pay to gì đâu mà thảo đã xịn như này rồi bạn. Chơi này bánh cuốn đấy nhở? Thảo chứ. Rồi ok, cho ăn tiếp. Level 10 mấy rồi đây? Ui, lên level 12 luôn anh em. Hóa đá web suy ơi. Đấy, ok bạn đây. Thật nào, ok, xong rồi, không ai. Ui, thôi, thôi, thế là được rồi bạn. Ui, level 13 rồi. Ui, con này khá là xịn, con này hệ gì mà mình cũng chả biết bạn ơi, hệ này hệ gì ta, hệ này hệ ô tròn là hệ gì ta luôn chứ. Uầy, à hệ thép các bạn. Ui giời ơi, thế mà không bảo mình từ sớm giờ đọc được hệ thép quê quá. Quê quá. Rồi ok, các bạn muốn nâng sao thì thôi, chúng ta không có nâng được. Uầy, gói quà hàng ngày à. Uầy, 60 là rẻ đấy nhở. Gói quà hàng tuần à. Ui, có 300 mới rẻ thế nhở. Ui, có 2.000 đúng không ạ? Ui, lại rẻ thế nhở? Ở đây là vòng quay, ui, vòng quay vàng luôn này. Thôi, thử quay một cái cho đỡ ngứa tay bạn. Còn gần 700 Gumi mà. Tội gì mà không chơi. Không chơi một tí thì đã làm sao. Mà không quay thì đã, à, quay thì đã làm sao. Trời ơi, X5 à. Ui, được 2.000. Sao? Quay tiếp à? Quay tiếp à các bạn? Tôi quay bao giờ ra 100.000 thôi. Cộng 10 ạ. Cái này x10 mà lại còn gọi là 10 nữa thì là 100.000 rồi. Làm lại các bạn ơi. Rồi ông x mấy, x mấy x8. Ui dồi, x8 2k. Còn cái nịt các bạn, còn cái nịt. Không thể tin được các bạn. Đầu tóc rối bời. Ui dồi, 24.000. Hình như lanh quanh nó chỉ hai mấy nghìn thôi các bạn, hai mấy mười mấy nghìn thôi ấy. Đây, đây là vòng quay cho tiền. Ui 12 đấy, 24.000 tiếp này. Còn bên này là vòng quay hình như là cho. Ui. Rồi ok các bạn, thôi cái này kẹo kia rồi. Ui đây này. Ra ấy. Cái mà chúng ta cần tiêu nó nằm ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có cơ hội mở ra con pet xịn mà. Trời ơi đâu. Mình lên đấy không ta? 1.000 năm để rút 10 lần. Chắc chắn. Ui cái này rút được một lần. 150 hơi đắt nhỉ. Mình có thể là mua gói. Ừ, mua gói được mà. Rồi, mua gói này. Có 300 thôi mà chúng ta được 10 ticket. 10 cái vé các bạn. Rồi, rồi, không mua lại. Mua một tí thì không làm sao. Ok nhá. Đây. Đấy, chúng ta đã đủ 10 vé đây bạn. Rút một lần một. Hay rút 10 lần một nhỉ. Ok. Chắc là chơi theo kiểu một lần một đi. Đấy. À, giếng ước nguyện là gì đây? Ui. Tính ra là con mèo bánh kẹo của mình đấy, trong truyền thuyết luôn đấy các bạn. Oh my god, đây này. Nó đây này. Ui rồi, ok, cái này là chọn thú cưng mình muốn nó có tỷ lệ già. Ok, thế thôi mở đây con này đấy. Ôi ôi, con mèo bánh kẹo xịn thế như truyền thuyết luôn các bạn, không phải dạng vừa đâu. Ok. Rút nha. Một lần một đi nhỉ. Một lần một. Con số gì đây? Con thì nhìn đâu. Con này là con gì? Con này là cái gì ta? Nhìn. Ôi, nhìn nó sao các bạn. Con gì đây? Mở này cho hồi hộp các bạn nhé. Tính mình cứ thích kiểu hồi hộp cơ. Nào, con gì đây? Ôi dồi ôi, mày biến ra khỏi cuộc đời tao đi. Nhìn này, may mắn này. Truyền thuyết này. Lại. Ui xoài. Đấy. Đây rồi. Oh my god. Thề luôn chứ. Lady and gentlemen, ngày hôm nay thì thưa quan viên hai họ ở nhà trai và nhà gái ra có mặt tại đây để xem. Đấy. Ui dồi. Người ta nói rằng là tỷ lệ may mắn nó vào độ đẹp trai. Thì các bạn hiểu. Bạn hiểu đúng không? Hiểu. Ui con này. Con này giống kiểu đứng sáng tạo bạn ơi. Ui thế đấy nhờ. Có nhất thiết phải như thế không? Ui con này. Đấy không sao, không sao. Vui rồi các bạn. Niềm gọi là yêu thương đã đến rồi. Yêu thương vô bờ bến. Nhìn này. Ui dồi ôn chim ưng bão tố à. Không sao. Lại này, vẫn còn 4 vé nữa. Chiu. Ôi thấy màu xanh là thấy còn cái nệt rồi. Thẻ luôn chứ. Bao giờ thấy màu vàng các bạn. Thấy màu vàng là tính tiền. Đây ô. Đây màu xanh các bạn.
Quyểu. Lại là mày! Con ếch ngáo này! Thà chứ... Nhìn khiếp thật sự bạn. Ui, tí mà. Ui, tí mộng mơ. Lại là nó bạn. Rồi, con bé cuối cùng anh em. What's up? Ui dồi, thôi màu này thì phải cái nền các bạn. Ui dồi, ô con này cũng ngáo không kém các bạn. Thà con này là con chó hay con gì đây? Bỏ đi các bạn. Ui, ăn thua. Rồi, ok. Ui, nhận được cái ba vé. Thế này lại phải quay thôi. Nhìn đây. Còn cái nịt các bạn. Cái nịt thôi. Đây, nhưng mà không sao, nói gì thì nói các bạn. Nói gì thì nói. Tôi đã được cái con đội nó đẳng cấp vô địch thế giới rồi. Ui dồi. Xem nào, đâu bây giờ. Ui dồi, ôi đẹp quá. Ui dồi, thôi đổi con ếch ngáo đi các bạn. À thôi, để con ếch đi. Ếch này khá là vui các bạn. Con ếch này vui. Rồi ok, mình sẽ đổi ra con cá mập khá là đáng yêu. Con này thì rồi ok, đổi con này đi. Đổi con này. Mình không có ý định nâng cấp đó. Ui dồi, ôi đây. Ok, nhá, bỏ ra. Oh my god. Ui, con này tôi nghĩ là sao nào? Con này là 1816 này. Con mèo này nó cũng 2000 các bạn, bởi vì là con này mình đã nâng cấp rồi. À, chắc là mình sẽ gọi là cho con này làm chủ lực đây. Đổi ra các bạn nhá. Đổi. Đổi. Thôi nhá. À, quên mất. À, đây chúng ta thay thế đã. Bỏ này ra đấy. Con này mình sẽ mang lên cho lên trên đầu. Đấy, nhìn cho nó đẳng cấp đó. Rồi ok, mèo à. Rồi đây, dắt cho nó ra ngoài luôn bạn. Đây, mình sẽ nâng cấp nó lên bạn. Ui giời ơi, cho nó ăn ngay. Về nhà của mình nó chỉ có ăn nó ngủ kỹ thôi, không có làm gì cả. Ui giời, đấy, nâng cấp lên bạn. Rồi ok, level 11 liền bạn. Ui giời, level 12 liền. Trời ơi, tưởng gì bạn. Level đối với mình là cái gì đâu. Trời ơi, đó thật là học kỹ năng, có kỹ năng gì không. Chính ra là mình phải mua sách các bạn. Ở đây là có, ui, mấy kỹ năng gọi là đắt tiền nhất cho nào. Ui, ở đây có kỹ năng 10.000 này, có 10.000 đồng ạ. À, luôn chứ liên hoàn kích, cắn mạnh. Ok bạn, thôi mình sẽ mua cái này giảm giá này. Ui giời, cho nó ăn các bạn, ăn nhức nách luôn. Ui ôi, cái này rẻ thế nhở, mua luôn các bạn. Ok, ui mua được mãi mãi à. Ui mua được 20 cái, mắc luôn các bạn. Rẻ nhở. Ồ, cái này là những cái quả bôn mà chúng ta có thể mua để đi bắt pet đấy các bạn. Ồ, ngon. Ui, cái tích cực này nó có 1.200 đâu các bạn. Ui, normal, ăn thua. Quan thua bạn rồi. Ui, cái này là khá là xịn nha. Cái này mua liền các bạn. 50 là khá là xịn đấy. Rồi, sao nào. À, bóng thú cưng này, cái này để đi bắt này. Đi bắt mấy con pet này. Cái này để mấy cái ngọc kỹ năng giết các thứ này. Ờ, bình thường các bạn. Thôi, mình sẽ chăn con này lên. Đấy, chăn con này lên hiện tại là. Ui, đấy nha. Cho nó ăn đó. Khá là xịn các bạn thấy không. À, cái này là không được cao hơn đẳng cấp của mình các bạn. Mình hơi cùi bắp, thế là đâm ra mình chưa. Ui, mình xịn thế nhờ. Ui, con này thức tỉnh mình mà có ấy là nó sẽ thức tỉnh cho mình một kỹ năng ở đây. Nhưng mà mình bắt buộc phải mở thêm được một con này nữa mình mới thức tỉnh được bạn. Cái hai con nó kết hợp là một và nó nở hoa ra. Nani Rồi, ok bạn. Nghèo nó cũng có sự may mắn của nghèo chứ. Trời ơi. À quên mất, có tiền đâu mà rút. Đôi khi nhầm lẫn các bạn. Có gì cả. Ui, mấy cái này nó free tội gì nhỉ. Ôi giời, ôi free. Free vẫn còn dư một vé mới mở. Nhìn nè, tôi mở thêm được lần nữa tôi thả luôn chứ. Tôi sẽ tắt like. À quên mất tắt video chứ không phải tắt like. Tôi đang quay video mà nhỉ. À thôi, ok thế được đủ lắm rồi bạn ơi. Rồi, vào đây là chúng ta có thể xem được ui, con này này. Ui, con này nó đẹp thế. Ui, con này là ui, sát thương vật lý này. 50% miễn dịch ngủ gật. Kiểu như là không con nào có thể đánh được con này bị ngủ sao các bạn. Rồi, ôi, quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Tại sao có thể đẳng cấp đến như vậy được. Rồi, bắt đầu đi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Nhà thám hiểm. Ok. Rồi, chúng ta sẽ vào đây để đánh nhau. Nhà mạo hiểm thâm niên các bạn. Đọc làm nhà thám hiểm làm như tưởng là bác học. Rồi, đẹp thế nhờ. Ui. Này nha, nhìn nha, tôi vận kỹ năng một cái đâu bạn. Cái gì kỹ năng tên là Zanagi. Ui, thập tự quang. Thập tự quang sao nào. Thập tự quang có tác dụng gì? Hình như là búp à. Ui, nhìn đây, thập tự quang. Ui dồi ôi, 200 đam đi luôn à. Kìm gì thế. Dạ, chứ thế nào mà dễ hơn được các bạn ạ. Nói chung là cái này mình muốn nâng cấp cái con chiến thú của mình ấy thì mình phải lên cấp của mình đã. Chứ mình không thể nào mà thích là nâng cấp được đâu bạn ạ. Rồi cái này nó đòi hỏi sự gọi là tỉ mỉ các bạn nhé. Trời ơi, mỗi lần tôi mở pet xong tóc tôi nó rũ rượi mất hết vẻ đẹp trai. Vừa lấy bảo sao mở không được ra con gì. Lúc đẹp trai mới mở được ra các bạn. À thế à.
Đây, đó, sao kỹ năng này là kỹ năng gì đây? Ui. Ok, sao lại mít à? Thảo chứ, mấy cái game của này mình rất là bánh cuốn nha thật. Ui. Game này không có tội lắm. Không có đẩy nhanh được tiến độ các bạn. Game này game cày cuốc các bạn đấy. Đấy, nhưng mà không sao, nói chung là mình cũng nghèo thôi. Nhưng mà không sao bạn. Sau cái clip này mà, nếu mà các bạn thích nhá, trời ơi, các bạn thích là các bạn chỉ cần bảo mình một câu thôi là anh ấy sở hữu hết tất cả các con VIP trong này đi, thì mình tuyên bố các bạn một câu thôi, một câu thôi, mai mình sẽ gọi quay clip mình tiêu cho mấy nghìn gờ của mình tiếp. Wow. Cái con này sống dai thế nhở? Đùa à? Ơ, nhờn à? À, có 120 máu thôi à, nhờn thế nhở? Nhờn này, 179 đi luôn các bạn ạ. Ủa, còn mình 500 máu lận. Xịn quá. Không biết là các bạn có con này hay không? Trời ơi, nhưng mình là mình có rồi. Mình có rồi đấy các bạn. Ok. Ủa, lên level 15 đấy các bạn thấy không? Mỗi lần làm nhiệm vụ là mình... Ủa, cái này gì đây? Ủa, mua này. Có 90 à? Ủa, giá trị thực là 900 mà có bán 90. Lừa, lừa gà. Rồi, ok các bạn ơi. Rồi, ok, chúng ta sẽ cưới nhạc sĩ à? Ủa, chúng ta hình như đi kêu chiến hết cả làng sao nhở? À, lúc trước mình là một người gọi là hiền lành, chất phát như thế này, ai đi gây gổ cả làng bao giờ không? Đi đánh cả nhạc sĩ thế này, chết dở rồi, người ta còn ra bài hát cho mình nghe chứ, đánh như này người ta làm sao viết được nhạc? Vô lý, thực tế. Ok các bạn, rồi, chúng ta tập trung vào đây, con này là con gì đây? Ray con. Trời, đi luôn, thả luôn, chưa thấy kêu con con một cái đi luôn. Đi ngủ mới run luôn các bạn ạ. Rồi, khá là hay đấy, nói chung là mình thấy là nó khá là thú vị. Ở đây rồi. Cuối cùng đã gặp được cái ngài này rồi, hội quán PVE. Vào đây là chúng ta có thể là bảo vệ cơ bắp, bảo vệ trung niên cơ bắp à? Ui, gì đây? Đánh bại tôi bạn mới có thể đi tiếp được à? Ui giời ơi, cái này giống như kiểu là phòng gym vậy các bạn, chúng ta sẽ đi tập gym ở đây. Bảo vệ tận tụy. Ui giời ơi, cái con gấu mèo này mắt thì thâm, trời ơi, thức khuya nhiều đúng không? Thức khuya nhiều đúng không? Chơi game nhiều, thức khuya nhiều này, mắt ngáo ngáo này. Thức khuya này tát vào cái thả luôn chứ, tội thức khuya không chịu học bài, nhìn thấy mặt nó ngáo ngáo rồi bạn. Rồi đi rồi. Ui, con này 200 máu nha, ghê thật các bạn ạ. Đó, cho thêm một kỹ năng nữa cho đi hẳn đi các bạn. Thế nào, nói chung là dăm ba con này tuổi gì các bạn, tuổi thằn lằn, con run con dế. Rồi ok, thắng rồi. Ui, nhảy lên đẹp thế nhở. Rồi ok các bạn. Ui dồi ôi, level 17 các bạn thấy không, level mắc liền rồi. Đâu xem nào, đâu bác à, để mình vượt qua luôn cái ải gym này bạn. 2 hours later. Ok bạn, lên level 2 mấy ngày. Ui giời ơi. Rồi thôi. Ui, ui cái này 180 rồi à, rẻ thế nhở. Elite ticket này. Ui, ui giờ mình vẫn bỏ qua rồi, làm sao mình vẫn mua được nữa đâu. Nguyên mất, nguyên bén mất các bạn. Cái này nó có cả nhiệm vụ ngày nha. Ui được 4 cái này rồi bạn ơi. À, lúc biết thế tôi mua. À đây ơi. Ờ cái này nó có ấy mà. Ờ mua đi, mua nhở. 6 cái vé này có 180, mua lại đài không nhỉ? Ok, mua, tầm này mua thôi. Rồi ok các bạn, còn xem nào. 1, 2, 3, chắc là mình giải quyết 4 thanh niên này đã. 4 anh thanh niên này đã, sau đó thì mình sẽ mở lần cuối các bạn. Rồi, ôi, ok, ui giời ơi. Huy chương à? Ok, trang bị liền. Rồi, ok các bạn ơi, quá trời luôn bạn nha. À, chúng ta có thể là chúc phúc với các thứ này để tăng gọi là thuộc tính lên này. Ui thế lại không chúc phúc thì lại hơi phí nhở. Đấy ok các bạn, chúc phúc lên. Trời ơi. Đấy, chúc phúc lên tăng máu nào còn gì ta. Ui tính ra mấy cái kẹo này sẽ giúp mình tăng ấy nha. À, cái này được các bạn nhở. Mình còn hết gờ Kubi rồi, cay thế nhở. Cay thật. Rồi ok các bạn. Đây cho nó ăn kẹo là nó sẽ tăng cho mình các chỉ số này này. Trời ơi. Biết thế vừa lấy vào shop này mua cho gọi là đây này, mua cho mấy cái đồ ăn các bạn. Rồi ok thôi, chúng ta quay trở lại với chuyên mục rút 10 lần đây. Rút 10 lần đây. Con số gì đây? Các bạn tin rằng là mình sẽ được con huyền thoại tiếp theo không? Rồi gì không à. Thôi bỏ qua cái vấn đề gọi là. Ok các bạn, mở liên tục đi. Mở liên tục đi. Mở liên tục đi. Mở. Mở. Ra là cũng phải đẹp trai lắm mới vừa lấy được cái kia đấy các bạn ạ. Ủa, 5 vé tiếp này, ok các bạn nha. 5 vé này tuyên bố rằng là sẽ được con VIP, không được con VIP thề luôn là tôi sẽ
mai không ra clip. Đấy, trời ơi, mà được thì mai wow. luôn à, đấy, thì trời rồi, mai ra clip. Game thả luôn chơi game nữa. Chơi game nó không cần gì hết á. Chơi game nó không cần làm gì hết á. Chơi game chỉ cần đẹp trai thôi á. Chơi game chỉ cần đẹp trai thôi các bạn nha. Ôi, cuộc đời thật là éo le. Sao tôi lại đẹp trai thế này? Rồi ok bạn, tập trung chuyên môn. Rồi. Ui. Chim của bạn ơi. Chim Phượng Hoàng Nguyên Tố Băng. Ờ hả? Khá là xịn. Rồi ok, chúng ta sẽ cho nó ăn một cái này đi. Thôi thôi ăn cái này đi. Này tăng cho mình đấy. Ui lên đống cấp các bạn ạ. Rồi ok, lên 10 cấp lận đấy. Rồi ok. Ta cho nó ăn mấy lần đấy bạn. Hiện tại mình đang cấp 25 là max rồi. Ui dồi, con này 4 sao lận các bạn nha. Con này huyền thoại đấy. Trời ơi. Nhầm. Cào xé đấy, thay cho cào xé đấy, cào xé hơi cùi. Rồi. Ok bạn, rồi nâng max lên. Trời ơi, hẳn 3 con huyền thoại luôn bạn. Chơi game không cần nhân phẩm, chơi game chỉ cần đẹp trai. Rồi, các bạn nhớ cái nguyên lý của mình nhá. Chơi game không cần nhân phẩm, chơi game phải cần độ đẹp trai. Rồi ok, bão tuyết à? Liên hoàn kích à? Ok, đổi cái liên hoàn kích này. Liên hoàn kích này. Không cần. Rồi, ok bạn, chắc là thế là đủ rồi. Đủ lắm rồi. Ôi giời ơi. Lại thêm một con huyền thoại nữa các bạn. Thấy không? Bạn thấy không? Nó dễ thế nhở? Đấy, đây các bạn muốn xem con đấy là con gì đấy, các bạn vào đây xem này, truyền thuyết đấy, gọi là huyền thoại đấy. Đấy, hiện tại là mình đang có gọi là khá là nhiều rồi đấy. Rồi chỉ có đôi 4 6 8 10 12 14 16 18 con huyền thoại rồi. Trời ơi. Còn lại tất cả ấy các bạn thấy không? Quá là may mắn. Thôi. Thế thôi nhỉ. Thôi ngày hôm nay cũng thế thôi các bạn. Ngày hôm nay các bạn thấy không? Ngày hôm nay là mình sẽ chơi theo phong cách là style người nghèo các bạn. Không cần quá nhiều tiền. Không cần quá là may mắn. Chỉ cần đẹp trai. Chỉ cần đẹp trai là đủ. Là đủ các bạn nhá. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc các bạn ơi. Ngày hôm nay là mình đã sở hữu hẳn 3 con huyền thoại, 3 con truyền thuyết rất là xịn sò ở trong đây. Đấy, không biết rằng là các bạn đã có những cái con truyền thuyết nào, huyền thoại nào ở trong đây rồi hay chưa, để bạn hãy comment ở phía dưới nha. Đấy, và muốn mình rằng là, thôi tập sau thì muốn mình rằng tiêu Gakumi ở trong đây thì mình để mình gọi là đi nằm mơ thấy có Gakumi thì mình mới tiêu được. Đấy thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.